Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu cho tôi cho bức tranh của các bạn. Các bạn hãy thực sự coi tranh mình đi tò mò nhé. Cảm ơn các bạn.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm thơ mộng của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn.